Các nước phương Tây lấy khả năng hùng hậu về chính trị, kinh tế và quân sự làm cơ sở, tích cực chen chân vào công việc quản lý đất nước và bầu cử của các quốc gia mục tiêu, tạo sự đảm bảo bên ngoài mạnh mẽ cho thành công của cách mạng màu. Bất kể ở Georgia hay ở Ukraine và Kyrgyzstan, thông qua chính trị đường phố với sắc màu và chống chiêng dùm beng, thông qua từng trận phong ba thay đổi chính quyền, thủ đoạn của một số nước phương Tây đối với các quốc gia mục tiêu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, hoặc tấn công, hoặc lôi kéo, hoặc chính trị, hoặc vũ trang, không ngừng thực hiện cải tạo thuần hóa, đã đạt đến mức độ nhuần nhuyễn tinh thâm. Dưới cái gọi là vầng hào quang dân chủ, cách mạng màu mà các nước lớn phương Tây xúi dục đối với các quốc gia mục tiêu đã sử dụng một cách công khai hoặc bí mật rất nhiều thủ đoạn. Quy nạp lại, đại thể có 7 thủ đoạn chính sau đây. Thủ đoạn thứ nhất, lợi dụng các tổ chức phi chính phủ tiến hành thẩm thấu chính trị lâu dài đối với các quốc gia mục tiêu. Các tổ chức phi chính phủ là các tổ chức xã hội dân gian độc lập với doanh nghiệp và ngoài chính phủ. Nó có đặc điểm là mang tính phi lợi nhuận và công ích. Nhưng các tổ chức phi chính phủ của Mỹ và các nước phương Tây đa số đều có sứ mệnh thúc đẩy thực hiện giá trị quan phương Tây, trên thực tế là miệng lưỡi và là người đại lý của các chủ phương Tây. Ở các nước nổ ra cách mạng màu đều có thể nhìn thấy bóng dáng của các tổ chức phi chính phủ muôn màu muôn vẻ. Tính đến tháng 8 năm 2005, số tổ chức phi chính phủ quốc tế có đăng ký ở 5 nước Trung Á đã đến gần 3.000 và phân bố trên diện tích rất rộng. Chỉ riêng Kyrgyzstan đã có đến hơn 2.000, Uzbekistan gần 500. Cái gọi là tổ chức phi chính phủ này thông qua các hình thức mở lớp đào tạo, diễn đàn, mạng lưới, v.v. giúp các chính đảng, các công dân và các lãnh tụ chính trị phe đối lập tham gia cải cách chính trị và bầu cử ở các nước Đông Âu và Trung Á. Đào tạo bồi dưỡng số lượng lớn nhân sĩ chống chính phủ, chuẩn bị tốt cho họ về tâm lý, về vật chất và về dư luận để lên nắm quyền. Tạo ra không khí chính trị đường phố, cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chính quyền. Trong đó có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là quỹ Soros và quỹ Dân Chủ Mỹ. Quỹ Soros do nhà tỷ phú Mỹ George Soros sáng lập năm 1979, trụ sở đặt tại New York. Ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latin đều có chi nhánh. Hoạt động của quỹ này vươn ra hơn 60 nước và khu vực. Hiện nay, quỹ Soros thông thường đều do Viện Nghiên cứu Xã hội mở cửa đề xuất kế hoạch. Sau đó, các chi nhánh ở các nơi chịu trách nhiệm thực hiện. Hai cơ quan này đã tiêu mỗi năm 900 triệu đô la Mỹ. Tôn chỉ mục đích của nó là ra sức xây dựng và duy trì kết cấu hạ tầng và cơ sở công cộng của xã hội mở cửa. Năm 1990, quỹ này bắt đầu tiến hành thẩm thấu dân chủ ở các nước khu vực Đông Âu và Trung Á, tuyên truyền dân chủ, tự do và quan niệm giá trị của Mỹ, bồi dưỡng phe đối lập, tài trợ cho các cơ quan truyền thông độc lập, phục vụ cho việc thiết lập các chính quyền thân Mỹ. Năm 1993, quỹ này đã chọn Kyrgyzstan, bắt đầu nâng đỡ các cơ quan truyền thông độc lập, lấy các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục làm đồn phá khẩu, nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng. Năm 1994, Soros tiến quân vào Georgia, đặt chân lên Caucasus. Năm 1995, vươn tới nước lớn Trung Á là Kazakhstan, lấy đó làm lô cốt đầu cầu tiến quân vào Trung Á. Năm 1996, đầu tư hơn 22 triệu đô la vào Uzbekistan. Năm 1997, đưa Azerbaijan và Armenia vào mạng lưới toàn cầu của quỹ. Tại Ukraine, trước cuộc cách mạng màu da cam, ngoài việc lập trụ sở chỉ huy tại Kiev, quỹ này còn mở các cơ quan chi nhánh tại 24 địa phương. Trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi đã đầu tư 82 triệu đô la. Chính trong tiếng bước chân tiến quân ào ào của quỹ Soros,
Trong mấy năm đầu của thế kỷ mới, đã liên tiếp bùng nổ theo thời gian đã định các trận bão cách mạng màu. Điều đáng nói ra là quỹ Soros không cho rằng thành công của cách mạng màu coi như đã hoàn thành sứ mệnh. Bước chân của chúng không hề dừng lại. Sau cách mạng hoa hồng, quỹ Soros bắt đầu xây dựng một quỹ phát triển và cải cách quốc tế. Năm 2004, có tất cả 12.000 viên chức của chính phủ mới Georgia lĩnh lương từ quỹ này với 15 triệu đô la Mỹ. Quỹ Dân Chủ của Mỹ cũng là một tổ chức phi chính phủ mà đằng sau có chính phủ. Viện Nghiên cứu Cộng hòa Quốc tế dưới ngọn cờ của quỹ này đã từng được giải thưởng tự do hàng năm năm 2005 của Mỹ. Tổng thống Mỹ Bush khi dự lễ trao giải thưởng đã nói, trong 20 năm tồn tại, Viện Nghiên cứu Cộng hòa Quốc tế đã nỗ lực làm việc nơi tiền tiêu của cuộc đấu tranh thay đổi dân chủ tại hơn 100 quốc gia. Chính nhờ vai trò của tổ chức phi chính phủ này mà thế giới hôm nay mới trở nên an toàn, tự do và yên bình. Ngày 24 tháng 3 năm 2005, sau khi cách mạng hoa tulip của Kyrgyzstan kết thúc, người phụ trách Viện Nghiên cứu Cộng hòa Quốc tế Michael Jeffrey đã ngầm thừa nhận, nếu không có tất cả những gì chúng ta làm ở Kyrgyzstan, thì có lẽ AKF vẫn đang nắm quyền. Thủ đoạn thứ hai, nâng đỡ các tổ chức thanh niên sinh viên cấp tiến, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho những người đại lý lên cầm quyền. Các nước phương Tây hết sức coi trọng nuôi dưỡng các tổ chức thanh niên sinh viên cấp tiến làm đội tiên phong của cách mạng màu và chính trị đường phố. Các tổ chức thanh niên sinh viên ở Georgia có tổ chức đã chịu đủ, Ukraine có tổ chức đã đến lúc, và tôi biết Kyrgyzstan có tổ chức sinh viên đang hành động, Belarus có tổ chức bò tót, vân vân. Đằng sau đều có lực lượng bên ngoài làm hậu thuẫn. Đồng thời mở các lớp giảng bài, lựa chọn người đại lý rất công phu, bồi dưỡng lãnh tụ phong trào và lực lượng cốt cán, được họ coi là một việc làm ít được nhiều. Đây là vị sĩ quan về hưu đã gần 30 năm phục vụ trong quân đội Mỹ, Obo Trubi. Ông từng chỉ đạo phong trào chống độc tài Myanmar. Hai tháng trước khi Milosevic bị đánh đổ, Thượng nghị sĩ McCain phái Obo Trubi đến Liên bang Nam Tư chỉ đạo phong trào tuổi trẻ ở đây. Chính người này là một trong những người được Trubi chỉ đạo lật đổ nhà lãnh đạo Milosevic. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trubi là tháng 4 năm 2000. Trước đó, tôi đã từng có một số hoạt động. Lúc đó, đề nghị của Trubi có tác dụng rất tốt. Ba tháng sau khi Trubi đến Serbia, chính quyền của Milosevic sụp đổ. Mà kinh nghiệm đẩy Milosevic đổ lần này đã phát đi tín hiệu cho những người chống chính phủ, cho họ nhiều bài học về chiến thuật. Cách mạng màu bùng nổ ở Georgia, Ukraine, có thể nói là kinh nghiệm Serbia đã khơi gợi cho họ. Hai tháng trước bầu cử của Ukraine, để dạy dỗ những lãnh tụ học sinh sinh viên, các tổ chức phi chính phủ của phương Tây đã tổ chức một cuộc tọa đàm tại nước này. Các bạn hãy tin rằng chúng ta không đơn độc. Trong nước sẽ có rất nhiều người giang tay giúp đỡ chúng ta. Họ nhận thức được sự đau khổ mà mọi người nói. Để biến Ukraine thành một nước dân chủ, họ sẽ cùng nhau nỗ lực với mọi khả năng. Chúng tôi mách bảo giới trẻ Ukraine tổ chức lãnh đạo như thế nào. Họ đều nói với chúng tôi, kể cả tuyên truyền như thế nào, tập hợp người hoạt động như thế nào, còn có thu hút dân chúng thành phố tham gia như thế nào, nhận tiền bạc viện trợ như thế nào, vân vân. Ngày thứ 10 sau khi cuộc tọa đàm kết thúc, những thanh niên ngộ nhận có tài năng lãnh đạo này được tập trung lại để tập huấn. Chính những con người trẻ này trở thành lực lượng trung kiên của cách mạng da cam của Ukraine sau đó. Thủ đoạn thứ ba, thao túng truyền thông tạo dư luận cho phe đối lập lên nắm quyền. Các nước phương Tây lợi dụng thế mạnh của lĩnh vực báo chí tuyên truyền, tiến hành oanh tạc về tuyên truyền đối với các nước xảy ra cách mạng màu.
Một mặt không hề ngại ngùng phát đi những tuyên bố, bài nói của phe đối lập gây ảnh hưởng mạnh nhất cho cử tri. Mặt khác biến các nhà cầm quyền thành yêu quái, gán cho họ các nhãn hiệu độc tài, phản dân chủ, vi phạm nhân quyền v.v. tạo ra cái gọi là căn cứ pháp lý cho phe đối lập. Báo chí độc lập mà Mỹ ủng hộ tham gia trực tiếp hơn. Đài truyền hình Rustavi 2 của Georgia chính là mồm lưỡi của Saakashvili. Quỹ Soros đã đầu tư vào đây hơn 1 triệu đô la dùng cho đưa tin truyền hình trực tiếp. Ở Ukraine, kênh 5 mà phương Tây đứng sau cũng luôn là kẻ ủng hộ đặc biệt của Yushchenko. Đài truyền hình Os của Kyrgyzstan nhận tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Phần lớn là đưa tin các hoạt động tranh cử của các nghị sĩ phe đối lập. Còn đài Azatec do phe đối lập kiểm soát vốn là một bộ phận thuộc Đài Châu Âu Tự Do do chính phủ Mỹ tài trợ. Báo giấy cũng là một vũ khí sắc bén không thể thiếu trong tay phe đối lập. Tạp chí MSN số đầu này của phe đối lập Kyrgyzstan chính là được in trong nhà máy in Ngôi Nhà Tự Do của tổ chức phi chính phủ. Bìa là ngôi biệt thự lộng lẫy, được ghi chú là tư dinh của AKF, gây kích động mạnh mẽ dư luận. Rất nhiều tạp chí, báo chí mang đậm màu sắc chính trị được in ấn từ những nhà máy in này đều được phát hành miễn phí. Trong giai đoạn then chốt nhất của cách mạng Hoa Tulip, mỗi ngày nhà máy in này in 200.000 bản. Đồng thời họ còn lợi dụng Internet tung tin đồn đại, phát đi tin chính phủ họp bí mật sẽ sử dụng biện pháp trấn áp phe đối lập, kiếm cớ kích động dân chúng xuống đường biểu tình, cuối cùng dẫn tới tình trạng chính quyền nước này mất kiểm soát. Thủ đoạn thứ tư, lấy danh nghĩa viện trợ để ủng hộ kinh tế cho phe đối lập. Các nước lớn phương Tây thanh toán mọi chi phí cho chính trị đường phố, tài trợ cho các đài phát thanh, báo chí, truyền hình nào ủng hộ phe đối lập, tuyên truyền quảng cáo cho các ứng cử viên phe đối lập, đồng thời cũng cung cấp chi phí đi lại, phí chỗ ở, phí phục vụ v.v. cho những người biểu tình, tỏ ra hết sức phóng khoáng. Ngay cả toàn bộ khoản chi phí 3 triệu đô la cho bầu cử tổng thống khi phe đối lập lên ngôi ở Georgia đều do Mỹ và EU, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, OSCE, cùng góp tiền chung. Trong thời gian bầu cử tổng thống Ukraine, Mỹ đã cung cấp cho liên minh tranh cử Yushchenko khoản kinh phí lên đến 58 triệu đô la. Năm 2006, Mỹ chi ra 4 triệu đô la dùng để ủng hộ sự phát triển của các đảng đối lập ở Nga. Nhân vật số 1 của phe đối lập Nga, cựu Thủ tướng Kasyanov đã đi Mỹ một chuyến. Sau khi trở về, số dư tài khoản ngân hàng của ông đột nhiên nhảy lên mấy triệu đô la. Trong quá trình cách mạng màu, ngoài việc viện trợ trực tiếp cho phe đối lập, các nước lớn phương Tây còn tiến hành quyến rũ kinh tế đối với cử tri. Ở Nam Tư, họ bày tỏ một cách trắng trợn với cử tri rằng nếu phe đối lập của Liên bang Nam Tư lên ngôi, phương Tây lập tức dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, sau đó sẽ có ngay viện trợ lớn về kinh tế. Tại Ukraine, họ quyến rũ cử tri, chọn Yushchenko sẽ chia tay với nghèo khổ. Những cách nói đó có tác dụng hấp dẫn tương đối mạnh đối với những cử tri trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Thủ đoạn thứ năm, lập bộ chỉ huy chỉ đạo hành động của phe đối lập. Các nước lớn phương Tây còn lập các bộ chỉ huy trực tiếp chỉ huy chính trị đường phố. Khi tổng tuyển cử ở Nam Tư, Mỹ lập ở Hungary văn phòng thúc đẩy dân chủ Nam Tư. Tại Đại sứ quán ở Georgia lập văn phòng thúc đẩy dân chủ Georgia, chỉ đạo cuộc cách mạng Hoa Hồng, lập văn phòng ở nước láng giềng Ukraine, chỉ huy gần cách mạng màu da cam. Tháng 2 năm 2005, tại Bratislava, thủ đô Slovakia, đã tổ chức hội đàm nguyên thủ hai nước Nga-Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng màu da cam Ukraine, lãnh đạo hai nước ngồi lại với nhau.
Nhưng buổi tối hôm trước đó, cũng chính tại khách sạn này, phía Mỹ tổ chức tiệc rượu tư nhân nội bộ. Tham gia tiệc rượu có các cố vấn chính trị, lãnh tụ giới doanh nhân và các diễn thuyết có quan hệ thân thiết với Bush. Ở mọi góc của buổi tiệc, một nhóm khách đặc biệt khác cũng tụ tập lại. Họ đều là lãnh tụ của phong trào dân chủ hóa đến từ mấy nước Đông Âu. Lần này họ được Tổng thống Mỹ Bush khoản đãi thịnh tình. Chúng ta hãy vượt qua mọi giới hạn quốc gia để trao đổi sâu sắc với nhau. Tôi quan tâm nhất là các bạn đến từ Belarus. Ivan Mladic, 33 tuổi. Ông là lãnh tụ của phong trào sinh viên Serbia. Giga Bokalia, 34 tuổi, phong trào sinh viên Georgia do ông lãnh đạo đã đánh đổ Shevardnadze. Vratislavik Kaski, 32 tuổi, ông là một trong những người lãnh đạo cuộc cách mạng màu da cam tại Ukraine. Cuộc hội đàm này của họ với Bush được tiến hành thân mật, không cho bên ngoài biết. Sáng sớm hôm sau, Tổng thống Bush đã ca ngợi những nhà lãnh đạo trẻ này. Nhiều bạn trẻ ưu tú đến từ Đông Âu, Trung Âu, tôi bày tỏ cảm ơn họ bởi dũng khí và tinh thần hy sinh quên mình. Làn sóng dân chủ hóa cách đây 15 năm cuối cùng đã đến Ukraine. Cảm xúc tốt đẹp đối với tự do nhất định sẽ thấm vào nơi sâu thẳm của linh hồn con người. Tự do nhất định sẽ có một ngày như vậy được thực hiện trên toàn thế giới. Thời điểm Bush phát biểu chính là trước khi Putin đến Slovakia một tiếng. Thủ đoạn thứ sáu, lợi dụng hoặc ngụy tạo những vấn đề tham nhũng của lãnh đạo chính quyền cũ gây ồn ào dư luận. Lợi dụng bầu cử của các quốc gia mục tiêu, nắm được những vấn đề phi pháp tham nhũng của các nhà lãnh đạo chính quyền, ép buộc chi phối họ, đã trở thành phép màu nhiệm của các nước phương Tây tạo dựng thành công cách mạng màu. Trong cách mạng hoa tulip, AKF đã làm Tổng thống 15 năm, đối mặt với sự chống đối đường phố của khoảng 1.500 người biểu tình, chỉ chống đỡ được 6 ngày buộc phải bỏ ra đi. Nghe đầu Mỹ nắm rất chắc nhiều chứng cứ tham nhũng tiêu cực trong thời gian tại chức của AKF. Nếu AKF không rút lui, thì Mỹ sẽ công bố những tài liệu đó trước công chúng. Có tin nói rằng ngày 23 tháng 3 năm 2005, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Bernie Smith bí mật thăm Bishkek. Thái độ của AKF ngay lập tức thay đổi. Trước sức ép của Mỹ cùng với làn sóng chống đối dâng lên khắp cả nước, AKF chỉ còn sự lựa chọn là ra đi. Cựu Tổng thống Ukraine Kuchma trong cuộc cách mạng màu da cam rất lo sợ sau khi phe đối lập lên nắm quyền sẽ tố cáo ông về những hành vi tham nhũng tiêu cực trong thời gian tại chức. Lo sợ về vụ bê bối con rể là Pinchuk lộng hành biển thủ tài sản nhà nước, nhúng tay vào chuyện bầu cử liên quan đến bản thân, thậm chí còn lo mất đi tòa biệt thự ngoại thành của nhà nước mà ông đang ở và chiếc du thuyền sang trọng trị giá 3 triệu bảng Anh. Bởi vậy, đối mặt với sự uy hiếp và dụ dỗ của Mỹ, EU và phe đối lập, Kuchma không thể không thỏa hiệp và nhượng bộ. Trong cách mạng màu, những biện pháp đe dọa dụ dỗ của các nước lớn phương Tây và những người đại lý của họ đã có tác dụng quan trọng, thậm chí có tính quyết định. Shevardnadze, Kuchma, AKF, v.v. đều là những tín đồ trung thành và những người thực hiện cái gọi là cải tổ theo tư duy mới dân chủ hóa, tính công khai của Gorbachev cả. Còn có người từng đi vào trung tâm quyền lực của Đảng Cộng sản Liên Xô, nhưng trong quá trình Liên Xô tan rã, họ đã đóng vai trò đổ dầu vào lửa. Dưới ngọn cờ gọi là dân chủ, tự do, họ đã phản bội Đảng Cộng sản Liên Xô, trở thành kẻ đào mồ chôn đảng. Họ luôn nêu tấm gương bản thân về tiên phong chống tham nhũng. Nhưng sau khi trở thành Tổng thống của quốc gia SNG, họ ra sức thực hiện gia đình trị và tham nhũng.
không coi lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân là gì. Bởi vậy, trong những cơn phong ba thay đổi chính quyền liên tiếp do phương Tây phát động với mục tiêu đổi người đại lý, họ không nhận được sự ủng hộ hữu hiệu của dân chúng trong nước, cuối cùng không thể thoát khỏi số phận bị vứt bỏ. Thủ đoạn thứ bảy, tiến hành thẩm thấu có trọng điểm đối với các cơ quan có sức mạnh của nhà nước bảo vệ dẫn dắt phe đối lập lên nắm quyền. Phải đặc biệt chỉ ra rằng thành công của cách mạng màu ở ba nước SNG có liên quan đến lập trường và thái độ trong sự kiện của các ngành có sức mạnh như quân đội, cảnh sát, tư pháp, v.v. của ba nước này. Trong cách mạng Hoa Hồng, Shevardnadze trên danh nghĩa là thống soái quân đội, nhưng mệnh lệnh của ông đã không còn có bất kỳ tác dụng gì. Mấy năm cầm quyền cuối cùng của Shevardnadze, chi phí quân sự do Mỹ cung cấp. Trong quân đội Georgia có đoàn huấn luyện đặc biệt của Mỹ. Tất cả tư tưởng tác chiến của quân đội Georgia đều do Mỹ truyền bá vào. Đương nhiên, giữ trung lập trong cách mạng màu tất nhiên cũng là một trong những nội dung tất yếu mà Mỹ phải truyền bá. Trong tình trạng kẻ hô người ứng lẫn nhau giữa thế lực bên ngoài và lực lượng đối lập bên trong có tác dụng thẩm thấu lâu dài, những cơ quan có sức mạnh dùng bảo vệ chính quyền hiện tại từ lâu đã đồng sàng dị mộng với người cầm quyền trước cách mạng màu rồi. Tình hình Ukraine, Kyrgyzstan cũng đều đại thể như vậy. Những phân tích trên đây chứng tỏ dùng cách mạng màu làm phương thức mới để can thiệp công việc nội bộ của các nước khác, tiến hành thay đổi chính quyền, thuần hóa các quốc gia mục tiêu, một số nước lớn phương Tây đã làm không biết mệt. Họ đã chen vào các nước Đông Âu, Trung Á, hoàn thành việc phân hóa các quốc gia SNG, đạt được tiến triển thực tế theo phương hướng chiến lược quấy phá sự liên hợp các quốc gia châu lục Á-Âu. Thậm chí, ở mức độ nào đó, đã thực hiện được giấc mơ mấy trăm năm của thế lực phương Tây. Những lợi ích chiến lược to lớn như vậy lại được thực hiện trên mặt trận không khói súng.